Chào tất cả mọi người nha, chào đi rồi trận sau là tính cái trận sau anh biết là hôm nay đá bóng Việt Nam thắng rồi giảm rất nhiều đó, giá trị mua đá vào. Chào chúc mừng đến trận chung kết thì cả cái gì, trận chung kết thì cả lông mày. Đúng rồi, đầu cái lông mày cạo giống nhau đấy. Quá ư, cậu đi về, cậu đi luôn nha, cậu cao bên kia chào hai người. Chào mọi người.